Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Như thường lệ, trước khi chúng tôi gửi đến quý khán giả từng bản tin chi tiết, sau đây sẽ là phần điểm tin. Tổng thống Joe Biden đón tuổi 80. IAEA cảnh báo về pháo kích ở nhà máy điện nguyên tử Ukraine. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra mắt con gái tại vụ thử phi đạn đạn đạo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra Tổng thống Trump. Thổ Nhĩ Kỳ không kích dân quân người Kurd ở Syria, Iraq. Thưa quý vị, sau đây sẽ là bản tin chi tiết đầu tiên đến từ Hoa Kỳ. Kính mời quý khán giả đón xem với phần trình bày của sư ngôn viên Linh Trịnh. Tổng thống Biden đón tuổi 80. Tổng thống Joe Biden đón sinh nhật 80 tuổi hôm nay, trở thành người đầu tiên trên 80 tuổi đảm nhận chức vụ đứng đầu Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ mừng sinh nhật tại Nhà Trắng bằng bữa tiệc do đệ nhất phu nhân Jill Biden tổ chức. Các thành viên khác của gia đình cũng sẽ tham dự bữa tiệc này. Ông Biden sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942 và trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ đón sinh nhật lần thứ 80 khi vẫn tại nhiệm. Tổng thống Biden tháng trước cho biết ông dự định tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2024, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm tới. Tôi còn khỏe, cả thể chất và tinh thần của tôi đều rất tốt, ông Biden nói. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ tỏ ra lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông nếu Tổng thống Biden tái tranh cử và điều hành đất nước thêm 4 năm nữa. Nếu đắc cử, ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2 vào năm 86 tuổi. Khảo sát của Issues và Insights tip tháng 10 cho thấy 64% người Mỹ rất lo lắng hoặc hơi lo lắng về sức khỏe tinh thần của Tổng thống Biden, tăng từ mức 59% hồi đầu tháng 8. IAEA đã lên tiếng cảnh báo về pháo kích ở nhà máy điện nguyên tử Ukraine. IAEA đã lên án cuộc pháo kích vào nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia ở Ukraine, cảnh báo nó có thể tạo ra nguy cơ thảm họa nguyên tử lớn. Nhưng vụ nổ trong nhà máy điện nguyên tử lớn này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều này phải bị dừng lại ngay lập tức bất kể ai là người đứng đằng sau. Như ông từng đã nói nhiều lần trước đây là quý vị đang đùa với lửa. Rafael Grossi, giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, chia sẻ ngày 20 tháng 11. Tuyên bố được ông Grossi đưa ra sau khi các thanh sát viên đã báo cáo hơn chục vụ nổ do đạn pháo làm rung chuyển nhà máy điện nguyên tử miền Nam Ukraine vào tối 19 và ngày 20 tháng 11 vừa qua. Nhóm chuyên gia cho biết một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị tại nhà máy đã bị hư hại, nhưng chưa đe dọa an toàn nguyên tử của cơ sở này. Nhưng đợt pháo kích tại nhà máy Zaporizhia, nơi Nga kiểm soát vào tháng 3, dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra những thảm họa nguyên tử trầm trọng như là thảm họa nguyên tử Chernobyl hồi năm 1986. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra mắt con gái tại vụ thử phi đạn đạn đạo. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên tiết lộ con gái của mình trước thế giới vào ngày thứ Bảy trong những bức ảnh cho thấy hai cha con nắm tay nhau trước vụ phóng phi đạn đạn đạo lớn nhất của nước này một ngày trước đó. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA ngày thứ Bảy đưa tin Triều Tiên đã phóng thử một phi đạn đạn đạo lên lục địa, viết tắt là ICBM Hoa Song 17 vào ngày thứ Sáu. Điều gây ngạc nhiên là sự hiện diện của con gái ông Kim. Sự tồn tại của cô bé chưa bao giờ được xác nhận công khai trước đó. Sự xuất hiện bất ngờ này khơi ra viễn cảnh quyền lãnh đạo nhà nước độc tài, đoàn trị
có thể được truyền lại cho thế hệ kim thứ tư và cho thấy rằng vũ khí hạt nhân sẽ là một phần của di sản đó, các nhà phân tích nhận định. KCNA không nêu tên cô bé. Em bé được nhìn thấy trong bức ảnh mặc một chiếc áo khoác phồng màu trắng, nắm tay cha khi họ ngắm nhìn phi đạn khổng lồ. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy con gái của Kim Jong-un tại một sự kiện công cộng. Michael Madden, một chuyên gia về giới lãnh đạo Triều Tiên tại trung tâm Stimson ở Mỹ, cho biết ông ta đưa cô bé ra ngoài công chúng theo cách như vậy là đều có nghĩa rất quan trọng và cho thấy một sự thoải mái nhất định về phía ông ta. Chuyên gia Jenny Town của 38 North, một tổ chức chuyên nghiên cứu về Triều Tiên tại Washington, nói rằng việc ông Kim đưa con gái đi xem một vụ thử nghiệm ICBM và công bố những bức ảnh chụp hai người họ đang xem vụ phóng cho thấy ông ta sẽ không khuất phục trước áp lực buộc làm chậm lại các chương trình vũ khí của mình hoặc quay lại đàm phán. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra Tổng thống Trump. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã bổ nhiệm Jack Smith là công tố viên điều tra tội phạm chiến tranh làm công tố viên đặc biệt nhằm giám sát điều tra của Bộ Tư pháp liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc cựu Tổng thống đã giải quyết tài liệu nhạy cảm và nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Thông báo của ông Garland được đưa ra 3 ngày sau khi ông Trump theo đảng Cộng hòa tuyên bố tái tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông Garland cho biết tư cách ứng cử viên của ông Trump cũng như ý định tái tranh cử của Tổng thống đảng Dân Chủ Biden khiến cho việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt là điều cần thiết. Các công tố viên đặc biệt đôi khi được bổ nhiệm để điều tra những vụ án nhạy cảm về chính trị và họ thực hiện công việc của mình với mức độ độc lập khỏi lãnh đạo Bộ Tư pháp. Tiến độ của những cuộc điều tra sẽ không dừng lại hay trì trệ dưới sự giám sát của tôi. Tôi sẽ suy xét một cách độc lập và sẽ xúc tiến những cuộc điều tra một cách nhanh chóng và thấu đáo, hướng tới bất cứ kết quả nào mà những dự kiện và luật pháp đã xác định. Thổ Nhĩ Kỳ không kích dân quân người Kurd ở Syria, Iraq. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ mở đợt không kích căn cứ người Kurd ở trên khắp miền Bắc Syria và Iraq mà họ cho là phục vụ khủng bố. Chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch Close War, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo hôm nay tại căn cứ không quân ở Istanbul. Trước khi các chiến đấu cơ xuất phát để không kích mục tiêu ở miền Bắc Syria và Iraq, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ của đảng công nhân người Kurd, viết tắt là PKK, và các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, viết tắt là YPG, mà Ankara xem là nhánh mở rộng của PKK. Theo quyền tự vệ của chúng tôi, dựa trên Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, chiến dịch Close War được thực hiện ở các khu vực miền Bắc Syria và Iraq, nơi được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này có đoạn. Chiến dịch không kích diễn ra một tuần sau vụ đánh bom ở trung tâm Istanbul ngày 13 tháng 11 đã khiến 6 người chết và 81 người bị thương. Ankara cáo buộc PKK đã gây ra vụ đánh bom đẫm máu nhất trong 5 năm qua ở nước này, cũng như gợi lại ký ức cay đắng về làn sóng đánh bom trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2015 cho đến năm 2017, chủ yếu do lực lượng người Kurd và các tay súng phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã gây ra. Kính thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng tạm dừng phần tin tức tổng hợp phần 1 của chương trình hôm nay. Ngay sau phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC, chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới việc Qatar đã thua trận khai mạc World Cup 2022 như thế nào. Chúng ta tới với việc Chủ tịch Cộng sản Việt Nam gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ và khẳng định Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu ra sao. Và bản tin liên quan tới Á Châu, ông Tập Cận Bình trở lại với chính trường thế giới sau thời gian Covid-19. Xin mời quý khán giả đón xem.